Quyền Linh bật khóc trên sân khấu, tôi muốn một lần được ba đưa đi học nhưng không được. Tại sự kiện mới đây, nghệ sĩ Quyền Linh không kìm được nước mắt khi chia sẻ về ba của mình. Nam nghệ sĩ cho biết, đây là lần đầu tiên mình công khai nói về ba trước đông đảo khán giả. Được biết, ba mẹ Quyền Linh chia tay từ khi anh còn nhỏ, sau này anh cũng ít khi gặp lại ba. Hồi cấp sách đến trường, sao Nam Hai Muối luôn mong một lần được ba trở đi học như bao đứa trẻ khác. Nghệ sĩ Quyền Linh vừa tham gia quảng bá phim Hai Muối cùng dàn cast nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, danh ca Ngọc Sơn. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau 20 năm vắng bóng. Trước đó, Quyền Linh làm MC cho các chương trình truyền hình ăn khách, điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình. Ở phim mới, nam nghệ sĩ vào vai người ba Tần Tảo, theo nghề làm muối nuôi con gái ăn học. Vai diễn này mang đến cho anh nhiều cảm xúc, bởi ngoài đời, anh cũng là ba của hai cô con gái xinh xắn. Trên sân khấu sự kiện mới đây, nam nghệ sĩ xúc động kể về tuổi thơ thiếu vắng tình thương của ba khiến khán giả đồng cảm. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ chia tay khi tôi còn rất nhỏ. Nhìn những người bạn cùng trang lứa có ba đưa đến trường, tôi luôn tự hỏi vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng muốn, dù chỉ một lần, được ba đưa đi học như bao đứa trẻ khác, Quyền Linh chia sẻ. Bên cạnh đó, Quyền Linh không quên cảm ơn ba vì đã sinh ra mình. Nam nghệ sĩ khẳng định, ba là hình tượng lớn để mình noi theo. Đây là lần đầu tiên tôi nói về ba của tôi trước khán giả. Tôi muốn cảm ơn ba vì đã sinh ra tôi. Dù cuộc sống có chia cắt gia đình chúng tôi, nhưng trong lòng tôi, ba vẫn luôn là một hình tượng để tôi noi theo. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nói con vẫn thương ba như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, nam nghệ sĩ nói thêm. Ở tuổi 55, Quyền Linh viên mãn trong công việc và cuộc sống riêng. Anh có hôn nhân viên mãn dài 20 năm với bà xã ngoài ngành. Cả hai có với nhau hai cô con gái xinh xắn, tên ở nhà là Lọ Lem và Hạt Sẻ. Hai ái nữ nhà Quyền Linh được khen lễ phép khi cùng ba mẹ tham gia các sự kiện lớn. Quyền Linh cho biết mình không cho con đi thi hoa hậu bởi muốn con tập trung cho việc học. Theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.